đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiết lộ địa điểm tổ chức đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver khiến ai cũng choáng ngợp. Mới đây, thông tin Tóc Tiên và Hoàng Tulliver tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt gây xôn xao dư luận. Theo như mình biết được thì tháng 2 này Tóc Tiên và Hoàng Tulliver sẽ tổ chức đám cưới trên Đà Lạt. Trước khi mẹ Hoàng mất, hai người đã đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi rồi. Một tài khoản viết đồng thời khẳng định biệt thự tại Đà Lạt của Tóc Tiên đã hoàn tất, chuẩn bị cho lễ cưới. Quản lý của Tóc Tiên giữ im lặng trong khi đại diện của Hoàng Tulliver phủ nhận thông tin. Tuy nhiên những ngày qua, nữ ca sĩ liên tục đăng ảnh tại các biệt thự ở Đà Lạt khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán, cho rằng nữ ca sĩ mới đây để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Căn biệt thự ở Đà Lạt được cho là nơi tổ chức hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver, có thiết kế độc đáo và hiện đại. Nữ ca sĩ nhiều lần khoe ảnh thiết kế căn nhà này. Trước đó, nhiều người đồn đoán căn nhà trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu biệt thự tại quận 2. Tóc Tiên và Hoàng Tulliver vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2015 sau khi cùng nhau tham gia chương trình The Remix. Thời gian sau đó, họ có nhiều lần xuất hiện hay chụp ảnh cùng nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả hai phủ nhận và cho biết chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Hồi tháng 8 năm 2018, hình ảnh được cho là Hoàng Tulliver cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết gây bàn tán trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi đó, đại diện của hai nghệ sĩ phủ nhận. Đến tháng 9 năm 2019, Tóc Tiên lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Hoàng Tulliver. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cô dành nhiều thời gian bên người yêu. Họ cùng nhau tham gia những buổi gặp mặt hay bữa ăn thân mật cùng bạn bè. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.